chào các bạn, bây giờ mình sẽ vẽ một chiếc xe tăng nữa nha các bạn. Xe tăng ấm xà nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái bánh xích nha các bạn. Nhưng mà nếu bạn nào có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, comment, chia sẻ cho mình biết nha. Rồi mình sẽ làm nhiều clip cho các bạn coi thêm nha. Mình đang vẽ cái nóc, mình đang vẽ cái cabin của chiếc xe nha các bạn, vẽ con mắt cho nên vẽ 5 cái nòng súng. Rồi có cái tay cầm nữa nha các bạn. Cái tay cầm của ấm trà nha các bạn. Có một cái hàm răng, mình sẽ vẽ hàm răng cho nó. Xe tăng này, xe tăng ấm trà nha các bạn. Xe tăng ấm trà này là chế một lượt 5 cái ly luôn, tại vì có 5 nòng nha các bạn. Xe tăng ấm trà. Ở trên cái đầu cabin của nó có một cái nắp để cho người chui vô. Thay vì mình nói như vậy thì mình có thể nói là cái nắp đó để cho chế trà vô rồi đổ ra vậy nha các bạn. Đấy. Mình tô màu cho nó, mình điều chỉnh màu cho nó. Mà sẽ gom nó nha các bạn. Lấy cục gom nữa. Rồi gom xong rồi đổ màu vô nữa. Bây giờ mình sẽ tô màu cho mấy cái cầu thiết nha. Hay là để mình vẽ thêm mấy cái cầu thiết. Mình copy nha các bạn. Mình copy Ctrl C là copy, nó chưa copy được. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V là copy nha các bạn. Nên là các bạn mình copy chính xác luôn à. Ồ, mình copy bánh xích này không được rồi nha các bạn. Ctrl Z nha các bạn. Bây giờ mình điều chỉnh nó lại. Không được. Vẽ súng máy nha các bạn. Mình vẽ hai cái súng máy. Mình vẽ con người đứng nữa nha các bạn. Đứng nhắm bắn đó nha. Ồ, mình thấy nó xấu quá các bạn ơi, xấu Ctrl Z luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đồ mà để bảo vệ xích nha các bạn. Nó còn gọi là để làm cho bùn đất nó đừng có văng tùm lum nha các bạn. Từng có dân tùm lum. Bây giờ mình sẽ vẽ cho nó đẹp hơn một chiếu nha các bạn. Đẹp chiếu. Vẽ mấy cái bánh cho nó nha các bạn. Vẽ cái này để cho nó gài chốt lại nha các bạn. Gài chốt lại. Không là nó bom tan luôn. Đổ màu. Không biết về được không ta. Chưa được đâu. Mình vẽ vậy mới đúng này các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Ở video tiếp theo.